Xin chào quý anh chị và các bạn, tôi là Đức ACT, thành viên của công ty cổ phần kiến trúc BNI. Thì hôm nay thì tôi cũng như là anh Linh ở trong công ty thì anh em cũng đang về để khảo sát cũng như là ký hợp đồng thiết kế một cái ngôi nhà 2 tầng cho nhà anh Lợi tại xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thì hiện tại thì bây giờ chúng tôi cũng đến vị trí của nhà anh rồi, thì xin hẹn gặp lại anh chị trong cái quá trình mà chúng tôi đang khảo sát thiết kế cho nhà anh Lợi nhé. Xây thì mình đẩy hẳn xuống cuối đây đúng không? Hay là em mình... tính là như này, từ cái chỗ này nhé, lùi về ấy, thì là lùi 7 mét. Tức là từ mét này, lùi về 7 mét để làm sân. Để làm sân. Sẽ bắt đầu từ 7 mét đấy, bắt đầu làm đúng đằng sau. Vâng, 15 mét. Còn đằng sau thì có nói như thì còn. Đấy không? Là còn đằng sau của bố mẹ em thì nói. Bố mẹ em bật xây, cứ xây thì thoải mái đi, nhưng thôi em xây. Móng thì sẽ nhanh thôi, nó sẽ theo cái kiến trúc làm. Ví dụ như anh mà chốt được cái phần mặt bằng với lại 3D cái kiến trúc cái rồi thì là móng, thì nếu mà anh cần gấp thì em có thể gửi móng trước cho anh luôn. Thì nó, nếu mà xong kiến trúc đấy thì khoảng 1 ngày là sẽ có luôn. Còn khi ấy thì em triển khai luôn. Đấy, đấy. Em đang móng. Em mình triển khai cái đấy xong rồi em hoàn thiện hết hồ sơ xong em lại okay. Cầm này. Tại vì là em phải làm nhanh. À, ý là muốn càng sớm càng tốt đúng không? Ngày hôm qua anh cho là phòng một là có khách, phòng khách, phòng ăn, còn đây là một phòng nữa. Ở cuối thì mình cứ chia ra 5 mét vô ăn một phòng ngủ đúng không anh? Cái đấy cũng phải cùng một phòng dạy. À, một phòng dạy. Cái phòng dạy này anh muốn nó rộng không? Tích nó rộng. Chỉ cần 30 mét tất cả thì bạn cũng dạy thì bạn thấy không nhiều mà. 30 mét. Đấy thì là 6 năm 30 là cứ 5 mét ô. 9, 30 mét 3, 90 mét. Ở đây sẽ có một cái vệ sinh chung ở dưới chân 1. Mình đang muốn ở dưới chân 1. À, vệ sinh ở dưới chân 1. Tại vì cũng không ở nhiều lắm. Mà nó chỉ phục vụ cho trẻ con nó học thôi. À, trên tầng 2 là... Tầng 2 là 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ. Đúng không? 2 nhà vệ sinh. 2 vệ sinh. Tức là có phòng nào khép kín? Không, không khép kín thì cho nó ngoài. À, tức là 2 vệ sinh là 2 vệ sinh riêng nhỉ? Riêng ngoài đúng không? Cộng với cả nhà tắm với nhà vệ sinh cũng riêng. Đúng rồi. À, cũng có tách luôn nhỉ? Ừ, mình có tách chắc. Nó cùng một ô ấy, bình thường mọi người thì sẽ là cùng một cái để cho nó tầm nhất à. Nhưng mình thì lại mình tách ra. Tách ra thì cho nó sử dụng nó tiện hơn. Đúng không? Nó sẽ tiện lợi hơn. Còn cái phần này, nếu mà anh làm 2 tầng rưỡi thì cái phần trên... Cái tầng trên thì sẽ phòng thờ. À, băng thờ. Băng thờ trên đấy, cộng với sân phơi trên đấy. Vâng. Và... phần bóc tách vật tư, bóc tách vật tư rồi... Chi tiết là phần khối lượng. Đấy, ở đây em ghi rõ này, bản vẽ không bao gồm thiết kế nội thất này và sân vườn đấy nhá. Đây là cái ok rất rõ. Nhưng mà đường nước của nhà vệ sinh thì à đúng rồi. Thì là đúng rồi. Ok. Và đấy còn cái đơn giá này thì em cũng đã trao đổi với anh rồi thì đây sơ bộ qua đây. Rồi đấy còn các phần giai đoạn này thì em cũng đã gửi cho anh hôm trước rồi. Ok ok. Thì hôm trước mình trao đổi với các bạn rồi nhé. Cảm ơn. Thì ở đây cái giai đoạn một này là em còn cái phần trách nhiệm đây này.
cái trách nhiệm này em làm việc thì nó phải rõ ràng rồi, cái bên B là em này phải hoàn thành hồ sơ này, đảm bảo những tiến độ này, thứ hai là trách nhiệm giám sát tác giả trong quá trình thi công, tức là giải thích mọi thắc mắc về bản vẽ qua điện thoại, Zalo các thứ này, xuống trực tiếp công trình để giám sát, kiểm tra thép móng, thép sàn trong quá trình thi công. Đấy là bên em trách nhiệm, mà mặc dù là bên em xem là giám sát trước khi mà đổ. Đúng không? Đúng rồi, cái phần thép là bên em đang làm thép là bên em phải về trước đi rồi, thì trước thì, tức là khi trước khi đổ bê tông là đã phải là ví dụ như là kiểm tra những thu hết rồi, nếu mà có cái gì mà chưa chuẩn là đều điều chỉnh hết trước khi đổ bê tông, chắc chắn là đảm bảo kỹ thuật rồi. Đấy. À, như vậy là vừa rồi anh chị đã theo dõi cái quá trình mà chúng tôi về khảo sát cho nhà anh Lợi. Thì tất cả các cái công việc ví dụ như là bay flycam chụp lại hiện trạng của khuôn đất đấy, cũng như là gì ạ, có những cái trao đổi về cái mong muốn, nhu cầu sử dụng của gia đình anh đấy, thì sau khi cái quá trình mà chúng tôi đã nắm được các cái thông tin và lắng nghe những cái mong muốn, cái nhu cầu của nhà anh Lợi, thì khi chúng tôi về thì chúng tôi phải tổng hợp lại cái thông tin khảo sát. Thì như anh chị đang nhìn thấy đây chính là cái vị trí khuôn đất của nhà anh Lợi đấy, cái vị trí khuôn đất mà xây dựng đấy. Thì như anh chị cũng thấy là cái viền bo màu đỏ đây là cái giới hạn đất, cái lô đất của anh xây dựng đấy. Thì cái chiều sâu này chúng tôi đo thực tế là 34,6 mét đấy, thì khi mà chúng tôi đồ lại theo đúng kích thước thực tế luôn anh chị nhá. Đấy, và cái khổ đất chiều ngang của nhà anh là 7 mét như anh chị đang nhìn thấy trên màn hình đây đấy. Thì cái mong muốn của anh là anh muốn để 7 mét phía trước này là cái phần sân đấy, thì chúng tôi cũng đo kích thước anh chị thấy này, đây là 7 mét này, và sân trước nhà chúng tôi cũng ghi rất là rõ như vậy. Tuy nhiên ấy, thì cái nhà mới này anh ấy xây dựng thì anh muốn để cách so với lại cái nhà cũ đây, đây là toàn đất nhà anh là toàn bộ cả đến phần này nữa nhá, nhưng mà cái ô màu đỏ đây là chúng tôi đang bo là cái khu đất xây dựng thôi đấy. Thì anh ấy muốn là cái vị trí nhà mới này cách cái vị trí nhà cũ này là 1 mét đấy, như vậy cái kích thước chiều ngang của cái ngôi nhà mới là 6 mét và cái chiều sâu này là khoảng 15 mét, và chúng tôi cũng ghi rất là rõ anh chị thấy không ạ. Đây chúng tôi ghi định vị này đấy, vị trí xây dựng của nhà mới đây là cái ô màu xanh này chúng tôi đang bo vuông như này đấy, và chúng tôi quá trình về thì chúng tôi đo cái hướng chính của nhà anh là 71 độ đông đấy, hướng chính nhà anh quay ra mặt đường này, đây là mặt đường anh chị này đấy, là 71 độ đông đấy. Và các cái thông tin khác anh chị thấy là ví dụ như là đường cấp điện này, ở đây là cái cột điện anh chị thấy không? Cấp điện này rồi cấp thoát nước vào, thì chúng tôi tất cả cái thông tin thì nó đều nằm trong cái quá trình mà chúng tôi khảo sát và thông tin khảo sát để mà chúng tôi phục vụ cho cái quá trình thiết kế rồi. Thì anh chị thấy là tất cả công ty chúng tôi là một công ty chuyên nghiệp, nên là các cái công đoạn thiết kế thì chúng tôi đều là quy trình của chúng tôi rồi. Đấy, cái việc khảo sát là chúng tôi phải là nắm được cái khuôn đất của anh chị, cũng như là cái vị trí ngôi nhà của anh chị ở đâu trên cái khuôn đất đó, cũng như là đo cái hướng nhà để kết hợp với cái tuổi của anh chị để chúng tôi bố trí phòng sao cho nó đảm bảo về cái mặt phong thủy, nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Ngoài ra là các cái yếu tố phục vụ cho quá trình thiết kế thì chúng tôi đều phải là đầy đủ hết như vậy. Thì sau quá trình mà chúng tôi khảo sát và nắm được các cái thông tin đó rồi, thì lúc đó chúng tôi sẽ giao việc cho anh em kiến trúc sư, thì sẽ tiến hành lên cái phương án thiết kế, và sau đó là trao đổi chỉnh sửa, và cuối cùng là chúng tôi hoàn thiện hồ sơ gồm là kiến trúc, kết cấu, điện nước và bóc tách khối lượng vật tư toàn bộ công trình cái ngôi nhà của anh chị đầy đủ hết anh chị nhá. Đấy, thì lấy là quá trình về bộ hồ sơ, sau đó là quá trình mà anh chị xây dựng, thì lúc đó là chúng tôi còn về chúng tôi hỗ trợ các cái phần thi công, các cái phần thép móng, thép sàn của các tầng đấy, rất là đầy đủ chi tiết như vậy. Thì đấy là tôi cũng chia sẻ thêm cho anh chị cái quá trình mà chúng tôi làm việc như vậy, cũng như là chia sẻ rõ hơn cái quá trình mà chúng tôi về khảo sát, cái công đoạn khảo sát của chúng tôi như vậy anh chị nhá. Đấy, thì nên là anh chị cũng hoàn toàn yên tâm là chúng tôi làm việc đều có quy trình đầy đủ, và khi mà anh chị nhờ kiến trúc BNI chúng tôi thiết kế thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện đầy đủ các cái công đoạn về khảo sát và đầy đủ như vậy anh chị nhá. Rồi thì anh chị cùng chờ đợi cái sản phẩm mà chúng tôi cái ngôi nhà mà chúng tôi thiết kế cho nhà anh Lợi nhá.